Thưa quý vị, tai nạn thương tích đuối nước luôn là mối lo ngại mỗi khi bước vào kỳ nghỉ hè. Thực tế thời gian vừa qua đã có không ít trường hợp trẻ em học sinh tử vong do đuối nước. Nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu không chỉ tại sông, suối, ao hồ mà cả khi tham gia các hoạt động tắm biển. Biển Đà Nẵng là địa điểm mà gia đình chị Trang lựa chọn để cùng các con trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè. Trước khi đến đây, gia đình chị Trang đã tìm hiểu kỹ thông tin về các bãi tắm có đủ điều kiện an toàn, chủ động trang bị phao bơi và luôn theo sát không để trẻ ra khỏi tầm mắt. Đây cũng là biện pháp phòng ngừa các rủi ro về tai nạn đuối nước có thể xảy ra. Có nhiều phụ huynh là cũng còn chủ quan và lơ là trong cái việc là nghĩ là cho con mình chơi là chỉ là chơi thôi, chứ còn không có nghĩ tới việc là sẽ có những cái nguy hiểm nào đó. Nhưng nói chung là chị với anh là cũng phải phòng ngừa những cái trường hợp như vậy, mình cũng sợ nhưng cứ phải theo sát con cho chắc. Tuy theo sát các hoạt động vui chơi tắm biển của con trẻ, nhưng vẫn có không ít trường hợp trẻ hiếu động, tò mò, tìm cách di chuyển ra xa, thất lạc ba mẹ. Nguy hiểm hơn, khi đội cứu hộ phát hiện, nhiều trẻ đang ở trong vùng nước nguy hiểm và có nguy cơ bị đuối nước. Trẻ lạc mà ở dưới nước thì cực kỳ nguy hiểm. Cái tầm sóng và độ phủ của con sóng có thể kéo trẻ em bất cứ lúc nào. Cho nên với người lớn dẫn trẻ em đi tắm biển thì chúng ta cần quan sát trong tầm mát và giám sát chặt chẽ việc đó. Bãi biển Đà Nẵng tuy có bãi cát thoải, sóng không quá lớn, không có hiện tượng sụt lún cát, nhưng vẫn tồn tại dòng chảy nước xoáy cuốn ra xa bờ, hay còn gọi là dòng rip. Không phải ai cũng hiểu biết và thận trọng trước hiểm họa của dòng nước xoáy nguy hiểm này. Ít nhận biết khu vực nguy hiểm đó, thì thứ nhất là khu vực đó là nước đậm hơn so với các khu vực khác. Cái thứ hai là hắn sẽ tĩnh lặng hơn so với khu vực an toàn. Để phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần tắm đúng khu vực đã được dàn phao, có lực lượng cứu nạn túc trực, tuyệt đối không được tắm biển ngoài giờ quy định, nhất là vào ban đêm. Gia đình có con nhỏ hãy theo sát trẻ, tránh tai nạn đuối nước có thể xảy ra.